Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiết lộ bí mật bảo vệ căn cứ vũ khí hạt nhân từ lính đầu ngũ Nga. Ngày 26 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài phóng sự lính đầu ngũ Nga tiết lộ bí mật bảo vệ căn cứ vũ khí hạt nhân. Theo đó, BBC cho hay vào ngày Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Anton, một sĩ quan tại một cơ sở vũ khí hạt nhân tuyệt mật ở Nga, cho biết căn cứ vũ khí hạt nhân mà ông được phục vụ đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức hình ảnh bài trên bbc bbc dẫn lời ông anton cho biết trước đó chúng tôi chỉ có các cuộc diễn tập nhưng vào ngày chiến tranh bắt đầu vũ khí đã được triển khai hoàn chỉnh chúng tôi đã sẵn sàng triển khai lực lượng trên biển và trên không về mặt lý thuyết thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân BBC không thể xác minh độc lập tất cả các sự kiện mà ông Anton mô tả, mặc dù chúng trùng khớp với các tuyên bố của Nga vào thời điểm đó. BBC cũng cho hay, ba ngày sau khi quân đội tràn qua biên giới Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lực lượng răng đe hạt nhân của Nga đã được lệnh chuyển sang chế độ chiến đấu đặc biệt. Anton cho biết rằng lệnh báo động chiến đấu đã được áp dụng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến và khẳng định đơn vị của ông đã bị nhốt bên trong căn cứ. Cựu quân nhân cho biết cuộc sống tại đó được kiểm soát chặt chẽ. Ông nói thêm rằng tình trạng báo động đã bị hủy bỏ sau 2 đến 3 tuần. BBC dẫn lời liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết Nga có khoảng 4.380 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động, nhưng chỉ có 1.700 đầu đạn được triển khai hoặc sẵn sàng sử dụng tất cả các quốc gia thành viên nato cộng lại sở hữu một số lượng tương đương ngoài ra còn có những lo ngại về việc liệu putin có thể chọn triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược thường được gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không đây là những tên lửa nhỏ hơn thường không gây ra bụi phóng xạ trên diện rộng tuy nhiên việc sử dụng chúng cũng sẽ dẫn đến leo thang chiến tranh điện kremlin đã làm mọi cách để có thể thử thách sự bình tĩnh của phương tây theo BBC, chỉ tuần trước, Putin đã phê chuẩn cho những thay đổi trong học thuyết hạt nhân, các quy tắc chính thức, quy định cấp thức và thời điểm Nga có thể phóng vũ khí hạt nhân. Học thuyết hiện nay khẳng định Nga có thể phóng nếu bị tấn công quy mô lớn bằng tên lửa thông thường của một quốc gia phi hạt nhân, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân. Các quan chức Nga cho biết học thuyết mới được cập nhật, thực sự loại bỏ khả năng thất bại trên chiến trường. Nhưng kho vũ khí hạt nhân của Nga có hoạt động hiệu quả không? Vẫn theo BBC, một số chuyên gia phương Tây cho rằng vũ khí của nước này chủ yếu có từ thời Liên Xô và thậm chí không thể hoạt động. Ngay sau khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, Anton cho biết ông đã nhận được thứ mà ông mô tả là mệnh lệnh tội ác, tổ chức các buổi thuyết trình với quân đội của mình bằng các hướng dẫn được viết rất cụ thể. Họ nói rằng thường dân Ukraine là chiến binh và phải bị tiêu diệt, ông Anton tường thuật lại: "Tôi đã nói rằng tôi sẽ không phát tán luận điệu tuyên truyền này." Anton cho biết ông muốn thế giới biết rằng nhiều binh lính Nga phản đối chiến tranh. BBC cho biết mặc dù Anton đã rời khỏi Nga, các cơ quan an ninh vẫn đang tìm kiếm ông. "Ở đây tôi rất cẩn trọng, hoạt động bí mật và không xuất hiện trong bất kỳ hệ thống chính thức nào." Ông cũng cho biết ông đã ngừng nói chuyện với bạn bè của mình tại căn cứ hạt nhân vì ông có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Họ phải làm bài kiểm tra phát hiện nói dối và bất kỳ liên lạc nào với tôi đều có thể dẫn đến một vụ án hình sự. Bất động sản đắt đỏ, người cần mua nhà khó tiếp cận. Ngày 25 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Lương Chủ tịch nước bao lâu thì mua được nhà Hà Nội của blogger Nguyễn Nhân theo đó, tác giả dẫn lời ông Đỗ Văn Thạch, CEO Dovaland Hà Nội khẳng định, giá bất động sản hiện nay là một thử thách lớn đối với những người có nhu cầu thực sự. Với mức thu nhập trung bình 30 triệu đồng/tháng, việc mua được một căn hộ tại Hà Nội gần như là điều không thể nếu không có sự hỗ trợ từ các nguồn tài chính khác hoặc phải chấp nhận sống xa trung tâm thành phố. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả cho biết, theo thang bảng lương các chức vụ lãnh đạo, lương của các chức danh, chủ tịch nước và tổng bí thư là 30 và 42 triệu đồng tháng, lương của chủ tịch quốc hội và thủ tướng thấp hơn một chút, 29 và 25 triệu đồng, lương của chức danh, bộ trưởng có hai mức nhưng sắp xỉ 24 triệu đồng. Mức lương này là lương đã tăng sau ngày 1 tháng 7, còn trước đó thì thấp hơn khoảng 7 triệu đồng. Nghĩa là theo CEO bất động sản Đỗ Văn Thạch, tất cả các lãnh đạo từ bộ trưởng trở lên đến chủ tịch nước, tổng bí thư đều không thể mua lấy được một căn hộ chung cư tại Hà Nội nếu không có các nguồn tài chính khác. Tác giả châm biếm một gợi ý cho các nguồn tài chính khác là bán chổi đó, chạy xe ôm thâu đêm, làm men nấu rượu, làm giá đổ như ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái, phó ban nội chính tỉnh ủy Đắk Lắc Nguyễn Sĩ Kỳ, hay là làm vườn lao động đến thối cả móng tay như ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ. Tác giả nhắc lại cách đây 3 năm, vào tháng 8 năm 2021 trong giai đoạn Sài Gòn sắp bị Covid vây khốn, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng cán bộ địa phương đến thị sát nhà dân ở phường 5, quận 8. Những cán bộ ấy sửng sốt vô cùng vì bà con sống san sát đến nỗi cảm tưởng người này mà thò khủy tay ra là đụng phải người khác. Trong điều kiện đó không thể cách ly hay giãn cách đúng yêu cầu chống dịch. Tác giả cho biết thêm, chẳng nói đâu xa tiết quận 8 vốn mang tiếng là quận nghèo. Ngay giữa trung tâm thành phố như quận 1, quận 3, chỉ cách những con đường to rộng rực sáng ánh đèn chỉ vài mét, cũng chi chích, chăn chịch những con hẻm trong khu dân cư lâu năm nhưng cực kỳ tối tăm dơ bẩn gọi là nhà cũng được mà gọi là lều cũng chẳng sai. Trong khi đó ở Hà Nội trong những con phố cổ chưa được quy hoạch, tình trạng còn thê thảm hơn. Báo chí Việt Nam từng đăng rất nhiều bài viết phóng sự các loại về những gia đình sinh sống gần cả đời ngay trên nóc của một nhà vệ sinh công cộng hay một căn nhà 3m vuông nằm trên lối đi vào khu tập thể. Chủ nhà muốn vào nhà thì phải bắt thang trèo lên một cái lỗ ở sàn những con hẻm sâu thẳm, ngoắt ngoéo, tối mù mịt, mọc đầy rêu, quanh năm không hề có ánh sáng mặt trời. Mỗi cái nhà giống như một cái lỗ móc vào hai bên hẻm. Chúng được sinh ra khi người ta đem chia biệt thự to đẹp của một gia đình tư sản cho 5 đến 6 hộ cán bộ cùng ở vào thời kỳ đầu của cách mạng. Rồi những gia đình ấy cứ thế đông người lên, chia tách thành những hộ riêng rẽ. Họ thống nhất dành một lối hẹp chỉ vừa đủ một người đi, làm lối đi bộ chung còn nhà ai tự cơi nới nấy, lên gác chia bịch đủ cấp. Qua hàng chục năm, đất mặt tiền phố cổ nhờ buôn bán sầm uất mà biến thành đất vàng mới có cái giá trên trời. Nhưng những con người sống như đàn chuột phía bên trong thì vẫn ngày ngày chui rút trong cảnh tối tăm như thế. Để kết luận tác giả đặt vấn đề, cùng là những người làm thuê lương thấp, lương cỡ bộ trưởng chủ tịch nước mà nếu sống bằng đồng lương đó cả đời vẫn không thể mua được một căn hộ Hà Nội. Nhưng người thì biệt phủ, biệt thự, căn hộ penthouse rải rác khắp từ Nam chí Bắc, chưa kể nước ngoài. Người thì suốt đời chui rút trong những ổ chuột thành thị, khác biệt đó là vì đâu? Vì làm lãnh đạo thì phải biết sống thanh liêm, phải biết làm kinh tế hộ gia đình thật giỏi quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin bất động sản Đắt đỏ người cần mua nhà khó tiếp cận. quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất.